Hi. À, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Đi Dò. Bình luận viên Tào Lao, chào biết đâu Trần Hoàng, Đại Lâm Bà Lô Tà Ly và Đại Lâm Chuyện Bên Lề. À, đây là giải đầu dò 33 lần thứ nhất của Tân Tiến. 19 cao đăng chiến, Cai Lậy, Tiền Giang. À, đứng trước mình. Ông Kinh Cơ Lâm là đội vui khỏe Bến Tre. Đội vui khỏe Bến Tre là đội của Sứ Dừa. Còn đội bên kia là chạy cá bảy be. Xin lỗi các bạn, bên đây là chạy cá bảy be. Áo trắng, quần trắng, thập cẩm là chạy cá bảy be. Còn bên kia là vui khỏe Bến Tre, Sứ Dừa. Theo thông tin Đại Lâm nhận được thì chạy cá bé bé nếu vô địch giải này lần đầu tiên của Tân Tiến, ông chạy cá sẽ tặng 1 tấn cá khô. 4, 0. Tỷ số rằng là 4 không. Nghẹo, ghé ngồi nó mát nè, tí ấy. 5, 0. Bên kia là vui khỏe Bến Tre. Cái sự xuất hiện của cầu thủ 21 đang cầm bóng rất khó chịu. Quá hay. Một năm. Đáng tiếc cho chạy cá bảy be. Đây là sân Tân Tiến số 19 Cao Đức Chiến thành thị Cao Đăng Chiến, xin lỗi các bạn, Cao Đăng Chiến, thị xã Cà Lậy. Cao Đăng Chiến. Lip rồ, lip rồ, chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đau mỏi và gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Má lại. Điểm nhìn cho vui khỏe Bến Tre. MC còn chưa thuộc các tên nữa các bạn ơi, thì Đại Lâm bó tay luôn rồi các bạn ơi. Lại là vui khỏe Bến Tre ăn điểm trực tiếp. Trận đấu của chúng ta đang diễn ra tại sân Tân Tiến lại. Chúng ta có thể truy cập fanpage của Kelly Minh để cùng theo dõi giải đấu này. Cùng có sự hợp tác với hai đứa là chung bản mình hả? Mấy MC? Mấy điểm rồi? Đơn giản như đang giận. Chắc không chết là được rồi. Rồi lắm. Đây có thể nói là khu vực thị xã Cà Lậy lần đầu tiên tổ chức giải đầu dò 33 nha các bạn. À, phong trào thị xã Cà Lậy hiện tại bây giờ các bạn cũng biết rồi đấy, đang rất hay, rất nổi, hấp dẫn, đam mê. Đặc biệt các bạn nhìn đây là sân 2 sân 7 nha. 2 sân 7 và 2 sân 5. 11-2, tỷ số là 11-2, nghiêng về cho vui khỏe Bến Tre. Bình luận viên cạp bánh mì luôn rồi các bạn ơi, khô khan quá, nói hết nổi rồi. À, đây là 12-2. À, Đại Lâm và đại diện cũng do đội chủ nhà nha các bạn, cùng với những cái tên như là Trinh Messi, Hoài Hận, Liêm Bao. Là chung tem với hai tem này nha các bạn, về tên Lý Tây. Gánh hàng này ối à, Lâm ơi. Vui chơi khỏe là chính nha các bạn.
tém đủ rồi. 13 3 13 3 đội bóng vô hệ lắm nha. Ôi da, đây đây là Trinh Messi, tem của Đại Lâm. Trinh Messi, cây cội, cây cội của Lâm Đồng. Lại là bóng ra ngoài. 14 4 tỷ số là 14-4. Đây là tem của Chạy Cá Bảy Be. Cho thúc chương trình đài truyền hình đến hết, xin chúc mừng tem vui khỏe bên nha. Còn đây là tổ livestream của sân Tân Tiến. Đây là tổ livestream. Đây là tổ livestream. Rồi các bạn tiếp tục xem cặp đấu này tiếp tục nha. Chạy Cá Bảy Be đổi sân. 1-0 cho Chạy Cá Bảy Be. Tin kêu em có cái dù luôn. Sao ăn bánh mì vô đau bụng dưa trời. Không thằng ơi trời. Thôi mai là không kịp đâu thì anh ngủ. Em ăn cũng có đau bụng là sợ bánh mì. Thì rồi chết tôi. Một pha phá bóng quá có chịu rồi của tem vui khỏe Bến Tre. Đây là tem áo đỏ quần đen vui khỏe Bến Tre. Trọng tài chính là trọng tài Cường. Đi bóng điện có đâu làm được rồi. Tà bóng quá tốt. Điểm dành cho vừa khỏe Bến Tre. Để đợi là đánh được ba khởi động như bên kia gì kìa. Tỷ số đã được nâng lên 4-1 về. Chơi sợ quá kêu phút tim vậy đó. Tà bóng vừa khỏe Bến Tre. Chịu đâu tem này đâu có đây đâu. Để dính liêu đâu. Phút tim không đánh đâu. Ừ, đại diện cho bên kia chơi vui khỏe thôi. Lại là pha bóng không qua lưới rồi của vui khỏe bên trang. Đây là set thứ hai nha các bạn, cặp đấu này tỷ số nhiều rồi, đọc lên cu bay bun. Các bạn thấy không, ở đây cái view rất đẹp, ở trên là có cái khán đài rất tuyệt vời ở trên nha các bạn. Lại là vui khỏe Bến Tre không qua lưới. À, cái đội của Messi đừng có chơi đang mạch giùm lên nha. Messi chơi đang mạch hoài. Tỷ số đang là 5-4. 5-4 đang nghiêng về cho vui khỏe Bến Tre. Cái đội vui khỏe Bến Tre rất đều các bạn ơi. Quá ghê cho phòng thủ pha bóng gì rồi. 6-4. Đây là cái đội tôi là đội ăn nhậu nè. Cầu thủ Mỹ cây lậy. Nhậu nhiều hơn đá banh. Bảy bốn. Mỹ là phó chủ tịch hay là chủ tịch Đinh Lâm? À, cái này là cộng tác viên của Đại Lâm đó, mới tiễn đúng không ạ? Theo Đại Lâm lại là bóng ra ngoài của Chạy Cá Bảy Be. Nếu tình hình này Chạy Cá Bảy Be sẽ khó được phần thưởng 1 tấn cá khô rồi. 8-4. Theo thông tin nhận được của Đại Lâm thì Chạy Cá Bảy Be, nếu đội Chạy Cá Bảy Be vô địch giải đấu này sẽ tặng 1 tấn cá khô. Chính 4. Mười bốn.
4. Vui khỏe là chính nha các bạn. Ok. Okay. Mà cái đội mình có đồ chưa nè hay là cả trần đánh nè? Đó chúng ta được tài trợ đó là con chú này và đồng hành tài trợ đó là giờ tới đây mình dẫn không có lớn điểm dành cho vui khỏe bánh xe. Chú tịch của đại lâm không anh giật đấy Messi đó, ngon không? Chú tịch giật ngon ơi má Messi qua giật kìa đói không 12 4. Còn nhóm bên đây là của Vũ Minh, Minh Vũ. Đây, Vũ Minh, Minh Vũ rất ghê gớm, giờ gớm ghê. Sữa chứ không phải là dê vàng ha. Sữa bình. Sữa bú bình ha. Đây là sân cây lại Cao Đăng Chiếm, 19 Cao Đăng Chiếm nha các bạn. Hai sân 5 và hai sân 7, cỏ nhân tạo rất tuyệt vời. Còn đây là tem của chiến thắng đại diện cả các bạn Tân Lý Tây cùng Phước Tim. Và với sự xuất hiện của Messi chân gỗ của cây lạy. Tao biết. Tao nói tao biết rồi. Má quên thấy mấy cái áo quấn về bàn quấn luyện viên giờ vô. Đó là quan. 14-4. Nhân nó kêu nhiều bệnh kìa. Nhân mình chơi cho đội nào nhân? Mười lăm bốn kết thúc chương trình đài truyền hình đến hết clip rồ và clip rồ chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đồ mỗi bài ghế 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ăn hưu vậy vậy còn nổi nữa. Đội hai đội đó là nhị quý và cái hụ ô tô Thuận Phát trận thi đấu thứ hai. Ok, đây là cái gì đội nhà này nhị quý hay gì? Ô tô Thuận Phát. Vũ Minh, Minh Vũ. Ok. Đây anh chủ tịch kìa, chủ tịch kìa. Làm. Chủ tịch là tặng cho người chiếc Hino 5 người 5 chiếc.